kiểu như là sau khi mà mình làm việc với những cái người rất là nổi tiếng giống như là Suboi, Châu Bùi, thì Tiger có cảm thấy được cái sự thay đổi trong phong cách thời trang của họ sau khi, trước khi và sau khi làm việc với mình không? Tiger nghĩ là cũng có gì đó nhất định. Ví dụ như là về chị Suboi đi thì là đôi khi có lẽ là như là một trong những MV đầu tiên mà chị Suboi xuất hiện với hình ảnh áo dài với thắt bím tóc mà dài xuống dưới đất luôn. Thì là xong rồi sau đó là mọi người bắt đầu quen với cái hình ảnh mà chị Suboi xuất hiện với cái kiểu mà hơi quằn quằn rồi tóc tóc kiểu Nhưng mà lại đó. rất châu Á. Yes, always always Việt Nam nha. Always cái base là Việt Nam, là khi mà Tiger đưa ra một cái hình ảnh thì Tiger nói là mình phải làm video nó Asian Asian. Nhưng mà trong cái sự Asian nó phải có một cái sự đi, một cái sự dám, một cái sự dám, một cái risk taker, cause she's a queen. Đó cho nên là sau đó thì chị Soa cũng bắt đầu rất là thích cái kiểu mà Asian rồi hơi lố, ví dụ móng như là 3D chẳng hạn như vậy. Tại vì tôi thấy là Tiger kiểu mình sinh ra ở Canada Canada, right, và mình cũng đi du học, và mình cũng nói chung là cái bạn bè xung quanh của mình thì đa số là cũng là những cái người ở nước ngoài. Nhưng lúc nào tôi cũng respect Tiger ở cái điểm này, đó là vẫn rất Việt Nam, lúc nào cũng vẫn rất Việt Nam, không có bị mất cái chất đó. em biết tại Tiger thấy là Việt Nam có nhiều thứ để khai thác mà. Đúng không? Có nhiều thứ chưa được khai thác Đúng nữa. mà thì thật ra là nói về đôi khi của Suborn nữa thì là cái inspiration, một trong những inspiration của Tiger cho MV đó là Lên Đồng á. Lên Đồng. Là từ các bạn hầu đồng mà nói là Tiger có take inspiration từ đó nữa.